tay để ta à cho thằng Nam xuất xuất sờ bay gì đó quên à, anh tết gì vậy Nam Campuchia cho thằng Nam xuất sờ bay à, anh tết gì vậy dạ anh côn sa thu sa thu sa thu à côn Campuchia côn còn không có gì là nói sao không không có gì không có chi nói sao ở đây ba tiếng này là mình phát tới dạ, tới tới luôn rồi đó quý vị ơi ba tiếng thôi ạch dạ. Ai sao thu dạ lần đầu tiên thì cho Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả thì bây giờ là cái chuyến hành trình của mình đi Campuchia cùng Huynh Đồng Sĩ thì bắt đầu vào 7 giờ sáng nay rồi quý vị. Thì bây giờ là Nguyễn cùng mấy cô đang ở trên xe tiến về cửa khẩu. Cửa khẩu đó tên gì ở Huynh Đồng Sĩ? Như Huynh nhớ là Bố Mon gì đó Nguyễn. Bố Mon ha. Dạ. Bây giờ là Nguyễn cùng Huynh cùng các anh em Huynh Đại nữa cũng đồng đồng gồm gồm chắc cũng cỡ gần 15 người hả Huynh? Dạ. Thì để gần tới cửa khẩu thì Nguyễn sẽ quay cái chuyến hành trình cho tất cả quý vị khán giả cùng xem cũng như là chia sẻ những cái hình ảnh mà mình sẽ chuẩn bị phát gạo ở đất nước bạn Campuchia ha. Rồi trong cái chuyến hành trình kỳ này là Huynh định đi Siem Reap luôn hả Huynh? Ngày nay buổi sáng nay đồng đạo mình qua bển phát gạo cho bà con ở bên Cam. Rồi cái mình ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt ở đó nếu mà có thời gian rảnh cái mình đi tham quan một vài cánh chùa. Dạ. Rồi ngủ ở đó đêm khoảng 4 giờ cái mình có xe của Campuchia cái mình đặt sẵn ở đó Nguyễn. Dạ. Rồi cái vấn đề mình đi một chuyến hành hương ở Siem Reap nữa. Trên đó có những cái ngôi chùa cổ hàng ngàn năm tuổi đó Nguyễn. Đó đây là chuẩn bị tới cửa khẩu nè Nguyễn. Tới cửa khẩu, cửa khẩu bên Việt Nam của mình. Đó xe bên đó đậu là của Cam với Việt Nam mình mà hợp tác. Mình trao đổi hàng hóa rồi công nhân đồ này nọ đó Nguyễn. Dạ. Cũng có ông anh bà con bên bà tỷ Nguyễn. Dạ. Rồi ổng làm ở trong biên phòng. Dạ. Rồi ổng nói mình đi thiện nguyện thì bên Cam cán bộ cũng ưu tiên lắm. Cũng như mùa này khó khăn cái người ta nói có người gieo duyên cho bên bà con của người ta đồng bào bên đó đó. Dạ. Người ta cũng cũng có cái ưu tiên. Nó tới chỗ bây giờ để tới đây trình, là cái trình thứ hai của bên Cam. Để vô đây coi sao. Thì thường là mình sẽ trình ở bên Việt Nam mình trước rồi hồi mình qua Cam là mình trình một cái nữa đó Huynh. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đây. Đó thì bà con cũng ở bên đó vậy đó. Bây giờ là Nguyễn cùng các huynh đệ xuống xe để trình bắt bò thông quan và cửa khẩu quý vị ạ. Nha. Đây là quý vị khán giả thì bây giờ anh em huynh đệ mình xuống vậy nè. Rồi mình lấy bắt bò. Xe đồ nè, có xe đồ thông quan và các vị ở đây. Xong rồi người ta sẽ đóng dấu ký cho mình. Rồi bắt đầu là mình sẽ tiến hành qua cái cổng cửa khẩu đó. Ông Cam hả? Bắt đầu là có một cái trạm gác của người Cam nữa. Giống đây, hả? Mình sẽ thông qua một lần đóng dấu nữa rồi mình mới bắt đầu là tiến hành qua Cam ha. Thì thường đi gửi đồng này hai bước như vậy thì đi nó cũng vậy mà về cũng vậy quý vị. Rồi nếu mà mình nói về đi bên Cam này thì mình có thể là đổi tiền đô hoặc là đổi tiền ria ha. Đó thì một ria chắc cỡ 100.000 tiền mình quý vị. Này kia đây là hình ảnh cửa khẩu buổi sáng nè. Rồi bây giờ thì Nguyễn đã qua bên cửa khẩu nước bạn Campuchia rồi quý vị. Đó, đây là biển số của xe Cam nè, ở bên này. Xe của đó, rồi bây giờ thì Nguyễn sẽ chờ đoàn đã qua rồi bắt đầu là Nguyễn sẽ tiến hành đến chỗ của chuyến xe bát bắt đầu có gạo nha quý vị ơi. Dạ kính thưa quý vị khán giả thì sau những cái chuyến hành trình mình qua cửa khẩu rồi chuẩn bị để mà mình bắt đầu bước chân vào đất nước Campuchia thì bây giờ là Nguyễn cùng Huynh Đồng Sĩ cùng các anh em huynh đệ hiện tại là bây giờ đang soạn 38 phần quà để mà phát cho bà con ở vùng quê Campuchia ha. Thì bây giờ anh em huynh đệ người tay chân chuẩn bị sẵn sàng sẵn hết trơn rồi nè quý vị.
À. Thì anh cán bộ này dạ, đại diện cho giống như ban ấp xã tổ địa phương. Dạ. Anh đến đây để mình trình cái danh sách thông qua ảnh. Dạ. Có được cái những cái danh sách của đồng bào trong và ngoài nước đúng không em? Dạ. Với tối nay anh em mình ngủ ở đây thì cũng nhờ bên ban ấp hỗ trợ anh em mình có cái chỗ ngủ ở nơi đây tối nay. Dạ. anh nói tiếng Việt được không? Nói tiếng Cam luôn, nói tiếng Cam luôn. Anh cán bộ này là người Cam rạc Nguyễn cho nên dạ, tiếng Cam ảnh không có nói rành được. Dạ. Một xíu nữa mình có bà con mà nói được tiếng Việt đó. Dạ. Thì mình sẽ có một hồi có một anh nói được tiếng Việt, nói được tiếng Campuchia. Dạ, dạ. Okun Campuchia. Dạ. Là mọi thứ đã sẵn sàng, cũng nhờ ông anh áo đỏ số 19 đó cũng chở Nguyễn đi rồi cũng chia sẻ cho Nguyễn một vài câu thì Nguyễn cũng học đỡ được ít đỉnh. Thì bây giờ là mọi thứ mình đã sẵn sàng để mà chiều nay bắt đầu. Welcome Campuchia. Đó thì bây giờ là cô Tư nè, rồi cô Ngọc, rồi các anh em huynh đệ ở xứ nước bạn Campuchia nữa, rồi có mấy tỷ, rồi cũng có huynh thành đoàn Trần theo nữa. Bây giờ mình soạn hết trơn để chuẩn bị sẵn chiều nay bắt đầu tiến hành phát quý vị ơi. Đợt này thì cũng ngay lễ Tết ăn Tết Campuchia luôn, còn John Thanh Nam, John Thanh Nam Campuchia, còn John Thanh Nam là Tết, còn mà John Thanh Nam thưa may là ăn Tết. Cũng như là bữa nay là 13 tây tháng 4. Dạ. Hiện bây giờ Nguyễn, tối nay là 14 tây tháng 4 là giao thừa. Tối nay là 14 tây tháng 4 giao thừa. Tối nay là giao thừa, khuya nay 12 giờ. Dạ. Giao thừa đến ngày mai 15 tây tháng 4 là mùng 1, giống như Tết cổ truyền của mình vậy đó Nguyễn. Dạ. Thì đệ cũng nghe nói huynh nói là bây đầu Tết ở Cam của mình là 4 ngày tới 10 ngày 16 là mình xong Tết hả ta? Dạ, cho xong Tết được. Nó trải dài trong 4 ngày vậy đó quý vị khán giả. Thì bây giờ cũng hòa chung cái nhịp đón xuân năm mới của nước bạn Campuchia. Thì ở Việt Nam mình cũng có vài phần quà nhỏ nhỏ để dành tặng bà con cô bác vùng quê của mình để mà chào đón cái mùa xuân năm mới ha, 2024 ở đất nước Campuchia. Thì bây giờ nó mọi thứ nó cũng gọn gàng rồi đó quý vị. Nói chung vậy cả nhà cũng quý đồng đạo. Thì sáng giờ có những cái thước phim tư liệu mà quân đồng sĩ cùng với Lê Nguyễn cũng như đồng hành cùng với anh em mình có mấy cô và dạ, huynh mới đệ đó, cũng nhờ được cái sự tương trợ của ban sở tại hai cấp, dạ, hai bên của mình với nước bạn hỗ trợ trong cái chuyến mình gieo cái thiện căn thiện duyên đợt này đúng không ạ? Dạ. Thì những cái chuyến xe tình thương đó hoàn toàn miễn phí đây Nguyễn. Dạ, khi mình qua cửa khẩu á Quỳnh. Dạ. Dạ. Có nghĩa là khi mình qua cửa là không có đóng tiền luôn. Dạ. Trình passport hộ chiếu ra là không đóng tiền phí luôn Nguyễn. Và tiền xe để rước đồ và rước anh em mình đưa qua tới đây là cũng không tốn tiền luôn Nguyễn. Dạ. Đó. Có nghĩa là đồng bào giữa hai bên có cái sự tương trợ cho cái tình thương mái ấm, chia sẻ lá lành đùm lá rách đó Nguyễn. Dạ. Hoặc là lá lành đùm lá lành đó Nguyễn. Vậy là dư nước mắm. Đâu anh nói chào Việt Nam à. Dạ. Chào bà con chào ở Việt Nam con đây. Á, mà chào tiếng, bà con tiếng, ở Việt Nam tiếng Cam luôn á. Dạ. Yeah. Người ta nói tới. Được không? Dạ, được không? Ông Dư Huỳnh dạy tiếng đồng Nguyễn nãy giờ mà Dư Huỳnh ngại quá rồi. Để Huỳnh lạch cái lạch tiếng ra Huỳnh có ghi nè. Xin chào là Okun. Okun bà con là gì ta? Bà con Okun. Okun, Okun, Okun Việt Nam. Dạ. Xin chào anh em Minh Phè. Xuống sau đây băng bông Việt Nam Campuchia sốc sờ bay. Sốc sờ bay là gì anh có thể dịch được? Khỏe. Khỏe. Xin gửi lời chào sức khỏe đến bà con Việt Nam đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ ví dụ như anh em mình muốn chào lại đồng bào bên Cam á là sóc sờ bay thì sao hay sao? Là khỏe. Sóc sờ bay khỏe rồi yeah. Bà con Campuchia. Sóc sờ bay bon bon ơi con sóc sờ bay. Sóc sờ bay bon bon ơi con. Sóc sờ bay.
sắp sửa bay Campuchia. Xin chào anh bon 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 bon. Xin chào anh em. Mô Phật là sao? Mô Phật tiếng Campuchia. Sa thúc ha. Sa thúc. Sa thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tất Sát Phật Bà Tao. Bí đường về nơi ta bà thì phải cái này cho mình dùng ôm anh em á mấy hôm quá mọi người ơi. Uống miếng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào anh em Campuchia. Nhìn cái áo xanh xanh rồi mới nhớ nè nha. Nhớ là nằm mơ thấy cái vụ này rồi nè. Vụ đi Campuchia này là nằm thấy rồi đó. Thì thôi bây giờ nhân cái dịp hoan hỷ Tết nhất như vậy, Tết nước bạn cũng như là anh em huynh đệ có ghé thăm ở nước Campuchia quý vị. Thì bây giờ là mình đã chuẩn bị rồi, bắt đầu là mình chờ tới cái giờ để mà cho bà con của mình tập hợp quý vị. Rồi bên địa phương sẽ chọn lọc danh sách cũng như là hẹn giờ để mà chiều nay mình tiến hành phát luôn. Y như vậy luôn đó đây Nguyễn. Dạ. Thì cũng gồm 10 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn, chai nước tương hoặc là nước mắm. Dạ. Và một cái đường. Đó, thì tổng chi phí một phần hôm qua anh em mình có trình với đồng đạo và đồng bào đó. Dạ. Là 370.000 một phần. Đó, hôm qua mình làm ở bên Tây Ninh thì 40 phần. Dạ. Còn lại hai phần mình trích ra thêm là 42. Dạ. Bên đây còn lại 38 thì trích thêm hai phần nữa còn lại 36 cho đồng bào bên Cam. Dạ. Thì cái chi phí cũng như nhau thôi. Dạ. Bằng Cam với Việt bằng nhau. Nói chung là mình cũng có đi ngang cửa khẩu, mấy anh ở cửa khẩu cũng giúp đỡ cho mình đúng không anh? Dạ, mấy anh cửa khẩu nói chung cũng rất nhiệt tình mấy. Dạ. Tiền xe mình đưa mấy anh không lấy luôn đó. Dạ. Mấy anh trả lại luôn đó, không lấy luôn mà còn chở anh em mình tới đây luôn. Thậm chí có thể nói anh em mình đi xem rẹp mà hành hương chùa với giếng đồng bào bên đó đó. Dạ. Là đưa xe hỗ trợ đi luôn đó Nguyễn. Dạ. Nhưng mà mình nói mình có đặt xe trước rồi nhưng mà để mấy ảnh coi rồi sao. Như vậy là mình sẽ trích hai phần quà gửi tặng mấy ảnh luôn phải không Minh? Hồi nãy có trích mà như nghe nói mấy ảnh là cũng không nhận luôn đó Nguyễn. Không nhận vậy là còn là vậy là chọn các bạn 38 phần mình gửi cho bà con mình luôn ha. Do đồng bào nghèo luôn á. Dạ. Thì đó đó về. Giờ là mọi thứ đã sẵn sàng. Đây, con mấy cục chuẩn bị đồ sắp lên đây hết trơn nè. Mệt không cô Tư? Kỳ này cô Tư đi bữa nay về qua Campuchia tay. Đây nữa về, mấy chị cũng sắp sẵn hết trơn nè. Đã lắm. Ủa nhưng mà bây giờ hết mì mà dư gạo á hả? Có hàng ghế luôn nè quý vị. Có ghế mình dư nước tương với dư nước mắm. Để luôn nè. Dư nước tương, dư dầu, dư dầu. Ủa mình còn dư nước tương hả Quỳnh? Dư á. Có nghĩa là mai mốt sẽ còn làm nữa hả? Dạ. Cái lần nào mà Nguyễn làm dư á là nó là lẻ đó. Dạ. Lẻ là nó sẽ phát triển nữa. Cái tánh của nó pháp nó vậy mà. Trở về. Bữa hổm dư vịt long. Dạ. Đâu có chở. Cho hết. Nếu mà như vậy thì mình tặng cho bà con nào khổ đó. Ấp không, dạ. Mấy ba ấp này hả? Thôi ông ba ấp chở. Đưa cho ông Sang thùng nước mắt. Đây vậy. Hình ảnh ở đất nước bạn Campuchia nè. Bà con người ta làm ruộng ở đây để chúc Nguyễn cũng quay mấy thước ruộng cho người ta coi. Giờ bà con mình ta tới là ra nè quý vị. Đại diện cho anh này ảnh tên gì? Thìn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành phát gạo cho bà con của mình luôn quý vị ơi. Đây, đây mấy cô. Rồi bà con, mời bà con đưa đây cái mình nhận. Đây quý vị. Đây mấy cô người Cam nữa quý vị, bà con mình người bác Cam nè. Bác khiên nổi hôn ta. Bác khiên nổi. Rồi coi coi. Rồi vậy tặng cho bà cụ này trước nè Nguyễn ơi. Dạ. Bà cụ đó. Rồi bà ngồi. Dạ. Tặng cho bà trước đó. Bà khiên nổi không? Vậy thôi mình cho nước thuốc nước bánh tặng cho. Rồi rồi cho bà không? Rồi để bà này bà đây. Rồi bây giờ mình tiến hành phát cho bà con mình luôn đây. Ông
Còn tại nhóm mình ốc. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành phát gạo cho bà con cô bác mình luôn. Rồi giờ 10 kg gạo rồi, nói không chị? À quên. À quên, à quên. Dạ. Sao thôi? À. Rồi bưng nè, bưng. Dạ. Con. Con. Dạ. Nó mới câu dùng lấy thảo nói sao? Dạ. Con. À. Thôi mình xà thục đi, xà thục. À con. Dạ. Dạ. Con quý vị. Mấy cô cảm ơn. Dạ. Con. Dạ, rồi mình cứ nhận xong mình cứ ra. Rồi. Dạ, mô Phật. À. Rồi chị. Quên. Đây quý vị. Dạ, mình phát luôn đi. Dạ, cầm lên luôn đi cô. Yeah. Yeah, phát cho cô. Này nói không? Nói không? Ồ, quá mạnh. Yeah. Sa thu, sa thu. Sa thu. Quên. À, yeah. Cảm ơn rồi, cảm ơn. Tôi nói là Happy Cambodia Tết Holiday. Chơi xin em. Bây giờ mình tiếng Cambodia mình không biết chúng sao thôi, mình chúng tiếng Anh đi. Yeah. Yeah. Dạ cho chân ăn Campuchia con. Ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Ăn Tết vui vẻ nói sao? Cho chân ăn sốc sơ bay. À cho chân ăn sốc sơ bay. Cho chân ăn sốc sơ bay. Dạ, dạ. Việt Nam con ban. Việt Nam con ban, Việt Nam ban nói chanh. Việt Nam ban nói. Dạ. Quá trời mấy cô. Làm lẹ luôn đây. Giờ mình còn nhiêu phần ta? Rồi để gạo lên ca, để gạo cũng được. Rồi bây giờ cho gạo lên ha. Còn tới nữa. Vậy ôm đi, ôm đi, ôm đi ra. Giờ còn mấy cô nào chưa lãnh ta? Rồi để chồng lên, để chồng gạo lên trước đi. Ừ. Đây quý vị. Rồi bây giờ anh có mặt mình phát đi, phát cái tẩy luôn đi, phát cái tẩy luôn đi không anh? Dạ. Tẩy tiếp à? À cho thằng Nam xuất sờ bay gì đó quên. Ăn Tết gì vậy? Nam Campuchia. Cho thằng Nam xuất sờ bay. Ăn Tết gì vậy? Yeah. Ăn cơm. Ăn cơm. Sa thu, sa thu, sa thu. Ăn cơm. Nam Campuchia ăn cơm. Còn không, không có gì là nói sao? Dạ. Không không có gì, không có chi nói sao? Ở đây, ở đây, ở đây. Ở đây, ở đây. Ở đây. Ở đây. À đây, 3 tiếng này là mình phát tới dạ, tới tới luôn đó quý vị ơi. 3 tiếng thôi. Dạ. Ách ơi, sa thu. Nè vậy. Bây giờ à. Dạ. Ôi ơi, mấy cô đợi đầu này nè quý vị ơi. Mấy cô đợi đầu về. Đợi đầu ta đi vậy đó. À. Bà con đồng bào của mình. Yeah. Ok. Dạ. Dạ. Đợi đầu tôi đi vậy đó. Bây giờ mấy câu đợi đầu đi vậy. Bye bye, bye bye. See you later. One. Bua bui. Được rồi, đã đi về hết rồi. À, đi về hết rồi đó. À, về rồi đó. Xin mời. À, cô lại đây, lại đây. Có rồi, đây. Có rồi. Khoan, cô nói cái gì không có hiểu. Trên đây đơn. Trên đây đơn Campuchia. Cô nói gì, cô nói gì. Cô nói gì, sưng môi gì đó. Cô nói bị đau gì nè.
Vậy đó hả? Nói cổ ơi, cổ muốn nói gì? Cổ muốn nói gì? Sông mui, xin lúc ơi. Thêm cho thêm một coi. Cho thêm phần đó hả? Xin thêm một đứa đó. Xin thêm một người. Thêm một phần. Mời mình còn không? Còn cho luôn. Ồ. Dạ. Ok hả? Ok không có gì hả? Ở đây. Ở đây, sa thúc. Là con. Học được mới nào mình đâu mới đấy luôn. Dùng mới đó hả Nguyễn? Dùng mới đó. Ba đứa ở đây với cái gì? Sa thúc chứ là cái gì? Dạ. Bây giờ còn mấy phần nữa đợi bà con của mình. Tại thấy đông đông quá thôi mình tranh thủ phát cho bà con quý vị. Để bà con chờ cũng thấy thương. Thì có mấy cụ nữa. Bây giờ là mình còn lại bao nhiêu phần quà đây, bắt đầu là đợt tới. Đợt tới cái bắt đầu mình chờ mấy cô chú lại rồi bà con mình lại mình phát tiếp. Bây giờ là còn không biết sao mà quên đặt sao hay mà còn dư mớ này. Ngon lành. Kỳ này. Ngon hả quên. Thì thôi. Bây giờ mình gia đình của chú Tài Bác. Dạ. Nhận phần quà của gia đình chú đem vô luôn đi. Anh em là cam kia là cam ứng anh em Việt Nam tập phu đó. Bò đó. Dạ. Xin phê anh em Việt Nam luôn đó. Dạ. Anh em Việt Nam đón kết Campuchia đó. Dạ. Tết nó giống nhau đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhé. Phê luôn. Dạ, phê luôn. Akun dạ. Việt Nam, Akun Campuchia. Dạ. Anh em Việt Nam Campuchia đoàn kết với nhau. Đoàn kết giống nhau á. Dạ, giống như anh em ruột thịt một nhà. Dạ thì hôm nay đồng đạo cũng như đồng bào trong và ngoài nước Campuchia cùng với khắp cảm ơn nước Việt Nam trong đó thì có nhiều cái thiện duyên trong cuộc sống. Campuchia là nhận được cái tấm lòng giữa hai bên. Đây cũng là một niềm vui và rất quan hỷ. Anh em cầm được chưa nè, cảm ơn Việt Nam nó đã cho đồ cho anh em nghèo nghe. Dạ. Cảm ơn chưa là xin Việt Nam mặn dòi phê luôn nè, làm ăn được năm mới này ạ. Nè. Kim gì được năng được này nhé. Kim tiền được thương được kim tiền được tiền kim vàng được vàng nhé. Dạ ngon lành ha, được câu chứ kiếm gì được đó thì kiếm gì được nấy với vậy. Một vạn thì thôi hôm nay cũng có nhân duyên về cái nơi của chú để Quỳnh cũng gửi tặng chú một phần quà rồi em ra để có trước có sau vậy. Trời ơi. Rồi, này chú với của vợ chồng em. Dạ. Tấm lòng của bà con với đồng đạo. Rồi, dạ. Cũng mời anh luôn. Uống lại luôn đi. Dạ. Đây anh bên xã, mình cũng giao duyên với anh luôn. Anh rồi gạo. Ngày trước. Cũng gửi gia đình anh. Dạ. Chúng rơi số anh. Dạ. À con, à con. Xem rẹp. Dạ. Thiên dịch viên. Gì? Chùm rê tu ai là cái gì kìa? Xin chào. Xin chào. Chùm rê tu ai? Chùm rê xua. Chùm rê xua. Chùm rê xua. Chùm rê xua. Chùm rê xua chờ chút xíu. Sao thúc. Xin chào Nam Mô. Vậy. Xin chào Nam Mô. Xin chào Nam Mô. Xin chào Nam Mô. Rồi bây giờ đợt 2 bây giờ bà con của mình lại cũng đông đông rồi quý vị. Thôi mình cũng tranh thủ phát cho bà con đi. Bà con chờ lâu. Xin mời bà con. Dạ. Dạ. Akun. Akun. Dạ. Dạ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Cho
Cho tên Nam sốc sơ bay. Cảm ơn Việt anh em Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam ạ. Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam. Sao thục, sao thục. Tính đời chơi chứ nè. Ông này không có vợ chưa thu kim vợ cho ông đưa đi. Dạ, rồi bây giờ dạ con mời phần tiếp theo. Tới á. Tiếp ơi. Dạ. Ô, nhung phu anh chị kì. Dạ, con. Ôi trời đất ơi. Tay lưng tay. Dạ. Tay cái lưng. Lưng con đâu sao ta lơ. Dạ. Dạ còn phần nào nữa không ta? Cảm chưa là cảm ơn anh em Việt Nam thu chào cho anh cho anh em Việt Nam khoe luôn hả? Mình rồi năm mới nay đi thêm ăn được hết luôn ha. Dạ. Dạ cảm ơn. Kiếm gì được đấy phải không chú? Kiếm đấy, kiếm này này đó. Dạ. Kiếm tiếng đẹp, đức tiền, kiếm vàng, đức vàng á. Dạ. Sao thục? Dạ. Con. Gì? Hỏi đi. Dạ. Gì con thích cái máy? Hả? Gì? Thôi thì tiếng vàng. Chúc mừng năm mới. Vô năm mới nha. Dạ. Vô năm mới căn ở Việt Nam cho đò anh em Campuchia ha. Dạ. Dạ. Thế không? Thế không? Dạ. Campuchia là cảm ơn rồi nha. Anh cảm ơn anh em Việt Nam. Cho chào Nam Campuchia Akon. Vô. Cảm ơn rồi. Dạ. Cho tụi Nam chúc sự bay. Mời còn hai chị. Thôi vậy đó là những cái lời mình diễn giải học tiếng Campuchia để mình chia sẻ đến bà con của mình có đôi lời. Thì thôi bây giờ còn tới tỷ đi ha. Nhiều tôi cho nhiều tôi. Rồi chào nhiều tôi làm ăn được nha. Dạ. Ta hết minh hết tao ha. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Dạ con. Rồi bây giờ là còn mấy phần nữa thì thôi mình cũng phát cho bà con cho nó xong quý vị. Thì coi còn 4 6 8 gì đó. Thôi bây giờ mình phát lại đây. Akon. Thôi bài mua một cho cho Nam Campuchia Akon. Thì nó cũng có sự ngăn cách về ngôn ngữ vậy. Akon. Cha Akon. Dạ. Cha Akon Việt Nam. Cha cha. Rất là xin chào Akon Campuchia. Cha cha Akon Akon Việt Nam. Rồi thì bây giờ mình còn vài phần nữa thôi là mình xong rồi với biên giả. Còn mấy người ta chưa tới nữa. Thì còn mấy phần nè. Mình sẽ ngồi chờ xíu nữa. Rồi chắc xong cái chương trình phát gạo. Nói chung là chương trình phát gạo đợt này nó cũng có nhiều cái thú vị dành tặng cho tất cả quý vị khán giả trong kênh ha. Thì Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân trong kênh Nguyễn đã ủng hộ cho chương trình phát gạo đợt này ở Tây Ninh. Rồi tháng 5 mình sẽ tiếp tục quay về Việt Nam rồi mình làm thêm một cái chương trình phát gạo nữa ha quý vị. Đây tỷ Akon. Akon. Cho tên Nam sốc sơ bay. Vô làm mơ sốc sơ bay. Tên Nam không biết nào cảm ơn Việt Nam tới. Akon. Akon Việt Nam. Akon. Ok. Dạ. Akon. Quá trời không. Quay không kịp. Quay không kịp quý vị ơi. Dạ. Akon. 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 Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi. Thì thôi quên đồng sĩ nhân dịp này thì cũng đang rất là hoan hỷ. Cái nhân viên trong lần này thì Hà Quỳnh đồng sĩ có đôi lời chia sẻ với tất cả quý vị khán giả trong kênh luôn đi Hà Quỳnh. Chú sẽ bắt ngồi đi, Nói.
Vậy nè Nguyễn với quý đồng đạo, đi bắt rồi đây. Như cái nhân viên của gia đình chú Sài Bắc á. Dạ. Thì với anh em mình hôm nay qua để kết cái thiện duyên với đồng bào đó. Dạ. Thì nó cũng có riêng luôn. Có những cái chuyện nó quan hỷ lắm. Chắc. Trong nhiều đời nhiều kiếp với ông bà. À, rất là hoan hỷ quý vị. Ngồi đây này, ngồi đây. Thì cái nhân viên của anh ở ấp ảnh cũng muốn take a photo. Là có nghĩa là như là muốn chụp một bức ảnh lưu niệm quý vị. À thì thôi mình cũng nhân hòa với dòng nhân viên hoan hỷ này thì mình cũng hy vọng tất cả quý vị khán giả mình xem clip này thật là vui, thật là sảng khoái, cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm khi mình đi đất nước bạn Campuchia ha. Còn bây giờ thì còn vài phần nữa thì Nguyễn sẽ chờ. Rồi bây giờ thì Nguyễn sẽ chờ để quay tiếp cho tất cả quý vị khán giả mình cùng xem. Lớn tuổi rồi ngồi con. Rồi bây giờ mình ngồi quên. Ngồi mình cho ảnh chụp hình lưu niệm đi. Anh chị cũng chụp hình lưu niệm. Rồi thôi Nguyễn cũng chẳng thưa quý vị khán giả thì bây giờ còn vài phần nữa thì thôi bà con của mình lại cũng từ từ thì thôi mình cũng phát luôn rồi có gì còn vài phần thì đây tới chiều thì Nguyễn Nguyễn Trùng Vinh cũng còn ở đây thì sẽ phát từ từ cho bà con mình luôn. Akun Campuchia, Akun Việt Nam, dạ. À, để cô bác vô cái mình gửi. Bà tẩy vô cái nữa. Dạ. Dạ, cô vô nhận. Dạ, vô nhận. Vô trong. Dạ, giờ đây luôn đi tẩy. Dạ, dạ. Akun. Akun. Thì bây giờ còn vài phần nữa bà Phan. Dạ. Tặng à. Dạ, Akun. Dạ. À. À, cảm ơn tất cả vì vì bên đây luôn. Sa thu. Dạ. See you next time. Ok. Thôi hẹn gặp lại Nguyễn hết biết rồi. Thôi see you next time. Dạ thưa quý vị khán giả thì thôi bây giờ là mình còn chừng 3 phần nữa thôi. Thì thôi Nguyễn cũng cùng Vinh cũng xin chốt chương trình lại tại đây. Rồi còn mấy phần quà thì bà con cũng đi lai rai tới vậy đó. Rồi mình cũng phát cho bà con mình luôn. Thì đây tới chiều Nguyễn cũng với Vinh ở lại cũng chia sẻ. Rồi làm thêm những cái clip nữa gửi tặng tất cả quý vị. Còn bây giờ thì em mời Vinh đồng sĩ có đôi lời với tất cả quý vị khán giả trong cái nhân viên đợt phát gạo ở Campuchia đợt này. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Dạ. Đa tha dạ. Đa dạ, đa điệp dạ tha. Dạ. À, thì trong cái nhân viên kỳ này, huynh đồng sĩ cùng với Đại Nguyễn cũng như đồng bào và đồng đạo làm những cái Phật sự và những cái nhân duyên lành cho khắp pháp giới Phật tử và chúng sanh. Dạ. Cũng như trong sáu nẻo. À, chúng ta sống ở cái chỗ là tốt đời và đẹp đạo để thấy rõ ràng một cái sự thực tại và hiện tại nữa mấy. Dạ. Ý mình nói đây là thế gian tự tại vương như lai, cũng như cái chỗ mà Nguyễn thấy đời và đạo không có giới hạn. Dạ. Yeah. Thì cái chỗ đó là giải thoát đó Nguyễn. Dạ. Yeah. Cũng như mình nói với Đại Nguyễn rằng đạo viên mãn viên thông và giải thoát là những chỗ không còn bị gối ghém, không còn bị giới hạn, không còn trói buộc, không còn ràng buộc, không có ranh giới. Dạ. Thậm chí đến hư không cũng không nói đến ranh giới luôn nha Nguyễn. Dạ. Ý mình nói những cái công việc mà bốn đại và bốn chúng vận hành với nhau ở những cái câu từ mà mình nói ra nương vào rồi ba cái kho tạng quý báu đó. Mình dùng cái lời nói này nói ra chứ không phải là lời nói này nói ra mà đụng chạm và chạm đến cái chỗ đó được nha mày. Dạ. Mình nhắn lại với cả nhà là như vậy đó. Cái chỗ nào mà chúng ta không còn thấy cái đặc để mày, không còn thấy cái sự mà trói buộc, gói ghém, phân chia, phân cách hoặc là giới hạn đặc để, những cái đó là giải thoát.
Những cái đó là đạo, những cái đó là viên mãn đó, mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là những cái chủ trương đó không có hiện hữu trong những cái ngôn từ mà huynh chia sẻ, cũng như trong những lời hoặc tuyên thuyết, thì những chủ trương còn đặt để trong đó thì vận hành hoặc gọi là trong sáu nẻo thôi. Dạ. Còn cũng ở trong sáu nẻo đó, nhưng mà Nguyễn không thấy những cái hiện hữu ra trong chủ trương đó. Dạ. Là giải thoát và viên thông. Dạ. Rồi thì còn một vài phần quà tặng cho quý đồng bào nữa, thì để chúng ta kết thúc cái nhân duyên của đợt này, để chúng ta còn những cái đợt sau nữa. Thì Akun Campuchia, cảm ơn, ông nói tiếng Việt được luôn hả? Ông có gần đây hả? Biết cảm ơn chứ. Biết cảm ơn thôi. Vài ba từ Việt Nam nữa không? Dạ cảm ơn. Dạ. Biết bao nhiêu tuổi không? Biết bao nhiêu tuổi? Tại sao dụ mang? Học sáu chục. Sáu chục? Dạ. 60 tuổi. 60. Trẻ. Rồi. Akun Campuchia. Chon Chon Nam Campuchia Akun. Dạ. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì bây giờ một lần nữa cho Nguyễn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả cũng như tất cả quý mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình của mình đi phát những phần quà thật ý nghĩa đến bà con các huynh đệ của mình ở nước bạn Campuchia. Thì hy vọng những cái chương trình như thế này sẽ càng ngày càng tiếp nối, càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng có những cái lợi ích nữa đến không chỉ Campuchia mà những nước bạn khác hay là những vùng sâu vùng xa anh em mình để khác nữa. Thì Nguyễn cảm nhận được này rất là hay quý vị. Rồi có nhiều thứ để Nguyễn học hỏi cũng như là chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả. Thì thôi lời cuối thì Nguyễn cũng nhường lời cho bên đồng sĩ gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả đôi lời. Thì cái chỗ này nó cũng là một cái bước chân giữa cái tình yêu thương và cái tình từ bi và hỷ xã đó Nguyễn. Dạ. Đó cái chỗ đó cũng y một công việc của thân thúi mình vận hành thôi, mà chuyển hóa ở chỗ là phước và đức cũng hoặc là ở cái chỗ là chúng ta có cái tình yêu thương bao la hay không, bình đẳng hay không, trang hòa hay không, thì chúng ta thấy trong cái bốn bước chúng ta vận hành đây Nguyễn. Đơn giản thôi ha. Rồi những gì mình sẽ nói cơ bản hết trong cái nhân duyên đợt này. Huynh gặp lại Nguyễn và cả nhà qua màn ảnh nhỏ cũng đơn giản ở cái chỗ ăn uống thôi, không gì hết trơn. Đơn giản vậy đó thôi, vậy đi ha, đi mẹ ha. Chúc rồi tất cả đồng đạo cũng như gửi lời tri ân cảm tạ và tặng cái đáy của ba ngôi và tặng cái đáy lòng của ba món thần thú ý mà huynh cùng với tất cả đồng bào trên khắp năm châu và bốn bể cùng nhau gửi trọn nơi thân tâm về ba ngôi Phật Pháp Tăng và trải rộng ra khắp tứ đại và bốn lòng. Thì ở nơi đó như những câu từ mà Phật và huynh có nhắn lại là không còn biên giới, không còn giới hạn, không còn phân chia. Rồi vậy đi ha, đề nguyện ha. Huynh chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi, huynh không còn biết nói gì hơn nữa đâu Nguyễn. Cho nên Nguyễn cũng đừng có ép huynh nói nhiều, huynh không có biết đâu. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thì lời cuối thì Nguyễn cũng xin chúc tất cả anh em huynh đệ cũng như nước bạn Campuchia có một cái mùa Tết thật là ấm áp, thật là sum vầy, thật là hoan hỷ, cũng như là tất cả quý vị khán giả và quý mạnh thường quân của kênh Nguyễn, cũng như là anh em huynh đệ có những cái thời gian an lạc, có nhiều sức khỏe để mà càng ngày càng tinh tấn trên con đường Phật Pháp cũng như là đường thiện nguyện tiếp nối những chương trình. Còn bây giờ thì lời cuối xin chúc sức khỏe một lần nữa và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái video clip tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Cái giọng cũng giống đó kìa.